Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Một thấy cảnh này, đặt cược người vui mừng, dồn dập kêu lên, muốn không xong rồi, muốn không xong rồi, chúng ta thắng. Nhưng mà, Diệp Minh mặc dù vô cùng thống khổ khó chịu, hắn nhưng vẫn là cắn răng, leo lên 41 giai, cũng ở phía trên há mồm thở dốc. Hẳn là cực hạn. A Thanh trưởng lão, còn có thể đặt cược sao? Lập tức có người hỏi. A Thanh thản nhiên nói, có khả năng. Lúc này, mọi người dồn dập không coi trọng Diệp Minh, bắt đầu đại lực đặt cược, thậm chí liền một chút đệ tử đều tham dự vào. Như loại này đánh cược lớn chú, lại có bên trên trưởng lão tham dự, thái nhất môn tự động liền có trưởng lão đứng ra, phụ trách việc này, ghi chép lại chú số lượng, tính toán bồi giao tỷ lệ các loại. Làm Diệp Minh thấy, tiền đặt cược theo hơn 30 tỷ, gia tăng đến 50 tỷ, hắn một phát miệng, bước về phía thứ 42 dài. Này một phát, hắn dùng đồng dạng biểu diễn, đi trên 43 dài. Lập tức, bất quá vừa đi lên, hắn người liền ngồi xuống, sau đó đau thương nhìn về phía A Thanh trưởng lão, tựa hồ muốn nói, sư tôn, ta có thể hay không đừng đi lên rồi. A Thanh chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi cho dù chết, cũng phải cấp ta đi đến 50 dài. Mọi người không khỏi đều đồng tình lên Diệp Minh đến, trong lòng tự nhủ cái này đệ tử tư chất đã rất khá, không nghĩ tới gặp gỡ như thế một cái nhẫn tâm đích sư tôn, vì kiếm tiền, thế mà như thế bức bách chính mình thân truyền đệ tử. Cũng không biết là xuất phát từ đồng tình, vẫn là xuất phát từ nghĩ kiếm nhiều một chút tiền, tiền đặt cược lại một lần nữa xây dựng đến 65 tỷ. Nhưng mà, Diệp Minh lại hết sức cứng cỏi đạp lên 44 giai, khoảng cách người xưa 45 giai, vẫn còn kém nhất giai. Tại 44 trên bậc, Diệp Minh kỳ thật thật cảm nhận được khó chịu, bởi vậy nỗi thống khổ của hắn biểu lộ càng thêm giống như thật. Hắn thậm chí nằm tại trên bậc thang, một bộ muốn chết dáng vẻ. Có thấy ở Diệp Minh hoàn mỹ biểu diễn, mọi người đem tiền đặt cược, tăng thêm một bước đến 78 tỷ. Diệp Minh trong lòng tính toán, 78 tỷ, thế nhưng không ít. Thế là hắn lại đứng lên, cắn răng nghiến lợi xông lên thứ 45 dài. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Này biểu thị, cái này gọi Diệp Minh đệ tử, tương lai có thể là có đầu mối trưởng lão tiềm lực A. Dù sao, tại lúc trước hắn cái vị kia, bây giờ đã là đầu mối trưởng lão. Tại 45 giai, Diệp Minh đã không nữa biểu diễn, bởi vì hiện tại hoàn toàn chính xác dễ chịu. Hắn chân mày nhíu chặt, tựa hồ một khắc đều không muốn tại trên bậc thang dừng lại. Lần này, hắn không ngừng lại, trực tiếp đi trên thứ 46 giai. Thứ 46 giai, hắn thậm chí có thể cảm giác được nguyên thần của mình tại bé nhọn áp lực dưới, phát ra âm thanh trói tai. Dĩ nhiên, đây chỉ là nghe nhầm, thế nhưng như thế chân thực. Giờ phút này, hắn nhắm mắt lại, bát quái lớn tiềm năng cùng tứ tượng đại chân lực giờ phút này hiển lộ ra uy lực nguyên thần tại trọng áp phía dưới tự động ngưng tụ thành bát quái chi trận đối kháng này loại bé nhọn áp lực đây là mãnh liệt áp lực bức bách hắn phát huy ra tiềm năng hắn tại trong lúc vô tình tìm được phát động bát quái lớn tiềm năng biện pháp cái kia chính là cực hạn áp lực mà bát quái lớn tiềm năng một khi phát động tiềm lực của hắn cũng biết bay nhanh tăng lên lập tức cảm giác đã tốt lắm rồi diệp minh thở sâu hắn thậm chí không có chú ý tới mọi người thấy hắn đột nhiên sau khi dừng lại, lại đem tiền đặt cược mang lên 88 tỷ. Trong mắt của hắn đã không còn mọi người, tự lo đi bên trên 47 giai. Hiện trường oanh động, đầu mối các trưởng lão đều khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Minh, bọn hắn biểu lộ có chút phức tạp. Tự hồ đã hy vọng Diệp Minh có thể đi lên lại đi mấy cấp, vừa hy vọng hắn như vậy dừng lại. Ta cũng không tin, hắn thật có thể đến 50 giai, ta đè thêm 100 ức. Một vị đầu mối trưởng lão đột nhiên hung tợn nói. Lần này, trên cá cược lên tới 98 tỷ. Diệp Minh thờ ơ, hắn đi đến thứ 48 giai, đồng thời bước chân không ngừng, lại đi trên cấp 49. Lúc này, cười dài một tiếng truyền đến, nói, không nghĩ tới, ta thái nhất môn lại ra một thiên tài, thật đáng mừng. A thanh trưởng lão, ta lại thêm 2 tỷ, gom góp cái số nguyên đi. Đến tận đây, trên cá cược lên tới 1.000 ức điểm khoán. Người nói chuyện là vị lão giả, mọi người thấy hắn, dồn dập gật đầu thăm hỏi. Nguyên lai, vị lão giả này là thái nhất môn lâu không hỏi ngoại sự thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão là một đám tu vi cao đến khủng bố, xưa nay không hỏi tới môn phái sự vụ, chỉ biết chính mình tu luyện lão già. Bất quá này không có nghĩa là thái thượng trưởng lão không có quyền hành, bọn hắn đối với môn phái lực ảnh hưởng, cùng đầu mối trưởng lão tương đương. Này 2 tỷ vừa tăng thêm, Diệp Minh bên kia liền đạp lên thứ 50 dài. Hiện trường khắp nơi là tiếng thán phục, ảo não âm thanh, cùng với lâu dài hấp khí thanh. A Thanh rất bình tĩnh, đem một ngàn ức điểm khoán, bỏ vào trong túi. Diệp Minh, ngươi cảm giác như thế nào, còn có thể đi lên sao? Lúc này, hắn hỏi Diệp Minh. Diệp Minh không có trả lời, hắn trực tiếp đi trên thứ 51 giai. Lần này, trước mắt hắn huyễn tượng tầng tầng, nay có thể so sánh áp lực lợi hại hơn nhiều. Bất quá hắn nguyên thần kiên cố, không hề bị lay động, suy nghĩ một chút, nói, sư tôn, ta hẳn là có thể đến 58 giai, ngươi lại xuống chú. A à Thanh lúc này đem cái kia một ngàn ức, tính cả trên người 40 tỷ cùng nhau xuất ra, tổng cộng 140 tỷ điểm khoán. Nàng nói, ta áp Diệp Minh có thể leo lên 58 giai, thắng một bồi hai. Thắng một bồi hai, trước đó thua trận người, cực không phục, cơ hồ không chút do dự lại rót. Rất nhanh, tiền đặt cược liền đạt đến 70 tỷ. Nói cách khác, nếu như Diệp Minh đi không đến 58 giai, A Thanh này 140 tỷ liền ngâm nước nóng. Huyễn tượng bên trong, Diệp Minh kiên thủ nội tâm. Trước đó, hắn từng hấp thu kiên cố phù bên trong năng lượng, lúc này có công dụng lớn. Nhưng mà, đi đến thứ 55 giai về sau, hắn vẫn còn có chút không chịu đựng nổi, này huyễn tượng quá lợi hại, khiến cho hắn khó mà tự kiềm chế. Một hồi thê nữ bị giết, một hồi tu vi mất hết, đủ loại huyễn tượng, nối liền không dứt. Thế là, hắn tại thứ 55 giai ngừng lại. Trước đó, hắn một mực tại tu luyện Kim Cương Đài Sen Thất Tinh Pháp Thuật, chẳng qua là một mực không có tiến triển. Kim Cương, trí tuệ chi ý, hình ảnh chỉ đời Kim Cương, Kim Cương, kiên cố mà không có năng lực cắt đứt chi ý, Kim cương trí tuệ, phá hết thảy huyễn tượng, hư ảo. Diệp Minh tâm linh chấn động, bát quái lớn lặn có thể phát huy diệu dụng, nguyên thần của hắn bên ngoài lộ ra tại dưới thân, Dùng tám sắc biểu hiện mọi người, ngưng tụ thành một tòa đài sen, 40 đóa cánh sen tầng tầng trồng chất. Tám sắc, đại biểu bát quái pháp trận, mà cánh sen thì đại biểu Diệp Minh tu hành 40 loại liên sơn phái pháp thuật. Này chút cánh sen hiện ra năm loại màu sắc, đại biểu ngũ hành. Mà đài sen bên ngoài lại có tám sắc hào quang, đại biểu cho bát quái cứ như vậy, Diệp Minh liền ở trước mặt mọi người, đem thất tinh pháp thuật, kim cương đài sen tu thành. Kim cương đài sen vừa ra, Diệp Minh trí tuệ kiên không thể dao động, huyễn tượng tự nhiên là tan vỡ. Hắn ngồi tại đài sen phía trên, phi thăng đến 56 giai, sau đó là 57 giai, 58 giai, cho đến 59 giai. Tại 50 trên bậc, Diệp Minh nhưng thật ra là tại vận công, củng cố đài sen diệu dụng. Nguyên lai, like, huyễn tượng công kích có thể làm cho hắn lại càng dễ cảm nhận được kim cương đài sen diệu dụng. Cơ hội khó được, hắn không thể không nhiều nhận thức một lát. Hắn này dừng lại, ngược lại mọi người hiểu lầm, cảm thấy hắn vô pháp đi trên thứ 60 giai. Đặc biệt là đầu mối trưởng lão, bên trên các trưởng lão. Bởi vì mọi người đều biết, bước vào 60 giai, liền sẽ phát động một cái ngoài định mức ban thưởng, một cái do lịch thay mặt trưởng môn bảo quản, nhưng đều không được cho phép xem xét hộp. Vị kia thái thượng trưởng lão kích động lên, kêu lên, "Tốt, tốt, tốt." Hắn nói liên tục ba cái tốt. Mọi người yên lặng nắm điểm khoán giao cho A Thanh. A Thanh cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Minh có đi đến 59 giai. Hắn lúc này đột nhiên nói, ta A Thanh, áp Diệp Minh có thể đi đến 60 giai, dùng toàn bộ tài sản đặt cược. Nói xong, nàng liền đem trên người, 2.100 ức điểm khoán, toàn bộ đều giao ra, cũng lớn tiếng nói, một bồi ba, có không người cùng ta cược. Thật muốn cược sao? Lúc này, một thanh âm vang lên. Một tên thanh niên nam tử, anh Tuấn tiêu sái, khí chất tuyệt hảo. Hắn toàn thân áo trắng, nhanh nhẹn đi tới, chân không chạm đất, đứng ở kim cương đài sen phía trên. Nhìn thấy cái này người, A Thanh toát ra cam hận chi sắc, nói, Hàn Thiên Mây, ngươi năm đó chỉ tới 45 giai, đệ tử của ta lại đi đến 59 giai, ngươi có cảm tưởng gì? Hàn Thiên Mây nhẹ nhàng thở dài, nói, 60 giai, không ai có thể lên mây, của ngươi thiên tài đệ tử cũng không được. Ngươi này chút điểm khoán kiếm không dễ, không muốn tặng không người. A Thanh hỏi, ngươi có dám hay không cùng ta cược? Hàn Thiên Mây nhìn thẳng hắn, A Thanh, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? A Thanh vẫn là hỏi, ngươi dám cực sao? Hàn Thiên mây khẽ nhíu mày, ngươi như khăng khăng, ta đánh cược với ngươi. Ta không muốn ngươi một bồi ba, chúng ta một so một, ta phụng bồi tới cùng. Nói xong, vị này Hàn Thiên trên mây trưởng lão cũng xuất ra hai nghìn một trăm ức điểm khoán, muốn cùng A Thanh giằng co. Diệp Minh cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, hắn đắm chìm ở trong nội tâm, cảm thụ kim cương đài sen diệu dụng. Qua một khắc đồng hồ cảm thấy nhận thức đến không sai biệt lắm, hắn đi trên thứ 60 dài. Nhưng mà vừa vừa đi lên, liền có một cỗ kinh khủng lực bài xích, muốn đem hắn đẩy đi xuống. Hắn sơ ý một chút, thân thể ngửa mặt lên, liền theo 60 dài, ngã lại 59 dài. Dưới đài truyền đến một tiếng thét kinh hãi, coi là Diệp Minh muốn thất bại. Diệp Minh từ dưới đất nhảy lên, tò mò đánh giá thứ 60 dài. Hắn cảm giác được, mới vừa thứ 60 trên bậc, tựa hồ có một cỗ cường đại sinh cơ, gạt bỏ sự xuất hiện của hắn. Không sai, đó là một cỗ sinh cơ, một cỗ có linh tính sinh linh, ngay tại thứ 60 trên bậc, ở khắp mọi nơi. Thứ 60 giai, tựa như một cái ao nước, bất luận cái gì thấm vào trong nước đồ vật, đều muốn bị gạt bỏ đi ra bên ngoài. Nghĩ muốn tiếp tục lưu lại trong nước, liền nhất định phải có đầy đủ trọng lượng. Nói cách khác, hắn nhất định phải đem cỗ này sinh cơ đè ép đi sang một bên, chính hắn sinh cơ, so tài một chút 60 trọng trên bậc thang sinh cơ càng cường đại. Tay hắn chỉ một khuyên một viên hấp thu thái cổ thần thạch bên trong sinh cơ lực lượng phù tiền rơi vào trong tay hắn bắt đầu hấp thu sau đó cái thứ hai quả thứ ba sinh cơ thần lực không ngừng vào cơ thể khiến cho hắn sinh cơ không ngừng tăng trưởng này loại sinh cơ cùng hắn lúc trước hấp thu sinh mệnh lực có chỗ khác biệt sinh mệnh lực thiên về tĩnh mà sinh cơ thiên về động có phá uy lực dùng xong 100 phù tiền về sau diệp minh lại lần nữa xông lên 60 mươi dài lần này hắn chỉ kiên trì trong tích tắc liền lại bị gạt bỏ xuống tới. Mắt thấy Diệp Minh lần lượt nếm thử, mà lại tựa hồ có chỗ tiến triển lúc, cái kia Hàn Thiên Mây cuối cùng vì đó động dung. Thân là đầu mối trưởng lão hắn, cũng không khỏi đố kỵ lên Diệp Minh đến, cái này đệ tử, thật sự là quá thiên tài. Hắn nhịn không được đúng A Thanh nói, "A Thanh, ngươi thu một cái đệ tử giỏi." A Thanh lạnh lùng nói, "Đệ tử của ta, tương lai sẽ trở thành làm thái nhất trưởng môn, mà ngươi, đem đánh mất tư cách." Hàn Thiên Mây vẻ mặt biến đổi, gần mấy chục năm, hắn gia tộc bát đại thế gia một trong hàn gia một mực tại nỗ lực bồi dưỡng hắn hy vọng hắn có thể ngồi lên chức trưởng môn tư chất của hắn đủ tốt nhân duyên cũng không tệ tiềm lực cũng lớn bởi vậy cho tới nay đều là không có thứ hai nhân tuyển nhưng mà hắn hiện tại tựa hồ cũng có cảm giác nguy hiểm mặc dù cái này gọi diệp minh nho nhỏ thân truyền đệ tử tu vi vẫn chỉ là pháp vương trong mắt của hắn lóe lên một tia hàn quang không lại nói cái gì một bên khác diệp minh cực không phục tiếp tục hấp thu sinh cơ phủ tiền 200 miếng 300 miếng, hấp thu 500 miếng về sau, lại lần nữa nếm thử. Lần này, hắn rõ ràng cảm nhận được, phía trên sinh linh cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Hắn đứng yên định, mặc cho cái kia lực bài xích như thế nào tác dụng, hắn đều không nhúc nhích tí nào. Bất quá hắn không yên lòng, liền đứng tại 60 trên bậc, tiếp tục hấp thu sinh cơ phù, một mực dùng hết 1.000 miếng. Mà lúc này, sinh cơ đã vô pháp ảnh hưởng đến hắn, thậm chí bắt đầu thần phục với hắn. Tại một loại nào đó lực lượng thần bí ra trì dưới, chậm rãi thấm nguyên thần của hắn, trở thành hắn sinh cơ một bộ phận. Làm thứ 60 trên bậc, tất cả sinh cơ bị hắn hấp thu hết về sau, trên đài cao truyền tống trận, đột nhiên sáng lên. Một tên cao quan vũ phục người trung niên, đột nhiên xuất hiện ở phía trên. Người trung niên một bộ kinh ngạc biểu lộ, lúc trước hắn còn tại cùng lão hữu ôn chuyện, đột nhiên liền bị chuyển đưa tới. Khi hắn thấy thân ở vị trí, thấy trước mặt Diệp Minh lúc, nhị không được hỏi, ngươi đi tới 60 dài. Diệp Minh có thể là nhận ra, Vị này liền là đương đại thái nhất môn trưởng môn, Hà Thiên Trương. Thấy qua trưởng môn, đúng vậy, đệ tử đi tới thứ 60 dài. Hà Thiên Trương ha ha cười to, nói, diệu, ta thái nhất môn, ra một tuyệt thế thiên tài. Nói xong, hắn đưa tay một câu, một cái chiếc hộp màu trắng, có to như gương mặt nhỏ, xuất hiện trong tay. Hắn nắm hộp giao cho Diệp Minh, nói, hai tử, vật này chính là tổ sư lưu lại, ta cũng không biết bên trong là cái gì. Hiện tại, làm ngoài định mức ban thưởng, nó là của ngươi kỳ thật hà thiên trương nội tâm rất là không tình nguyện hắn biết rõ tổ sư gia lưu lại hộp bên trong tất nhiên bất phàm nhưng mà nếu như không mở ra truyền tống trận này hộp cấm chế liền vô pháp mở ra liền hắn đều không thể nhìn một chút đồ vật dáng dấp ra sao diệp minh tiếp nhận hộp cái hộp kia bên trên đột nhiên lóe lên một tia ánh sáng một loại ấm áp lực lượng chảy vào nguyên thần của hắn tại hắn trong nguyên thần chú lưu lại hình thành một đạo phù văn bất quá phù văn này tựa hồ còn không hoàn thiện chắc hẳn cùng hắn không có thông qua mặt khác hai quan có quan hệ. Hắn biết, phù văn này viên mãn về sau, đem biến thành mở hộp ra chìa khóa, trừ hắn ra, thế gian này hẳn không có người thứ hai, có thể đem hộp này tử mở ra. Hắn làm một lễ thật sâu, đa tạ trưởng môn. Hà Thiên Trương rất muốn nói, một hồi ngươi biết đánh nhau hay không mở nhìn một cái. Có thể trước mặt nhiều người như vậy, không tiện mở miệng, thế là ho một tiếng, nói, ngươi có thể có thành tựu này, thật đáng mừng, đi xuống trước đi. Diệp Minh từng bước một, đi xuống bậc thang. Hắn có khả năng cảm giác được, mỗi người đều có một loại ánh mắt phức tạp đang nhìn hắn, có người mừng thay cho hắn, có người kinh ngạc, có người cảnh giác. Diệp Minh cứ như vậy hoành không xuất thế, vừa ra tới liền kinh ngạc thái nhất môn, lấy tuyệt thế tư thái, phô bày hắn bất phàm. Diệp Minh cúi thấp đầu, đi đến A Thanh bên cạnh. Hắn phát hiện, A Thanh bên cạnh, đứng đấy một tên nam tử, hơn 20 bộ dáng, khí tức rất mạnh mẽ. A Thanh không chuẩn bị giới thiệu hai người này quen biết người, nàng hết sức vui mừng cười cười, nói, Diệp Minh, ngươi rất tốt, không có khiến ta thất vọng. Diệp Minh chớp mắt một cái, hỏi, sư tôn, chúng ta thắng bao nhiêu tiền? A Thanh nở nụ cười, thắng 380 tỷ. Số tiền kia, vi sư chỉ lấy số lẻ, còn lại đều cho ngươi tu luyện dùng. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, nhiều tạ ơn sư tôn. Hàn Thiên Mây liền đứng ở một bên, hắn thế mà theo A Thanh trên mặt, thấy được ý cười, nàng có thể là trên trăm năm đều không cười qua. Càng làm cho trong lòng hắn chấn động là, A Thanh không chỉ cười mà lại trong ánh mắt có như vậy vẻ cương triều nàng xem diệp minh biểu lộ giống một người tỷ tỷ cũng giống một cái mẫu thân càng giống một cái thê tử phát hiện này khiến cho hàn thiên mây trong lòng sinh ra mãnh liệt ghen tị sau đó lại chuyển hóa thành sát cơ ngươi rất không tệ nhưng ải thứ nhất mà thôi đằng sau còn có hai quan chỉ có mặt khác hai quan đều mãn phân ngươi mới chính thức có được này hộp diệp minh nhìn hàn thiên mây liếc mắt biết thân phận của hắn rất cao hỏi a thanh sư tôn vị trưởng lão này là A Thanh thản nhiên nói, hắn gọi Hàn Thiên Mây, đầu mối trưởng lão, thiên quân đẳng cấp cao thủ. Diệp Minh cũng không có gì biểu thị, bởi vì hắn cảm giác được ra, mỹ nữ sư tôn đối vị này Hàn đầu mối 10 phần chán ghét. Sư tôn chán ghét, hắn dĩ nhiên cũng không thích. Thế là hắn nhìn đối phương liếc mắt, nói, ta ải thứ nhất có thể mãn phân, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba chắc hẳn cũng là mãn phân. Bằng không, tổ sư ra cũng sẽ không đem hộp trước cho ta. Hàn Thiên Mây cảm nhận được ngũ nghịch cảm xúc, hắn cười lạnh, không nói, lại làm cho Diệp Minh đáy lòng phát lạnh. Trưởng môn còn đứng ở trên đài cao, hắn hướng người ở chỗ này, nói mấy câu khách khí, đột nhiên tuyên bố nói, ta thái nhất môn khó được ra như thế một vị thiên tài. Ở đây ta tuyên bố, khiến cho hắn tiếp tục tham gia cửa thứ hai, cửa thứ ba, hy vọng hắn có thể toàn bộ cầm tới mãn phân. Có trưởng môn lên tiếng, cuộc thi xếp hạng phụ trách các trưởng lão, tự nhiên không dám không nghe, lúc này an bài Diệp Minh trực tiếp tham gia cửa thứ hai. Kể từ đó, ngoài ra tất cả đệ tử đều thành vật làm nền, chỉ có Diệp Minh tham gia song sau, bọn hắn mới có thể tiếp tục tiến hành. Cửa thứ hai là diễn toán đề. Này một cửa, liên quan đến một người trí tuệ, trí tuệ càng cao người, diễn toán thì càng nhiều, đối thì càng nhiều. Cửa thứ hai tiến hành địa phương là một mảnh đất trống. Đất trống bên trên, để đó một cái bàn, một cái ghế, cùng với một quyển sách. Cái kia sách rất dày, có 60 tấm giấy, một trang giấy đại biểu một đạo đề toán. Trên bàn, còn có một cái đồng hồ cát, đồng hồ cát đảo ngược về sau, một ngày một đêm liền sẽ chảy xong. Nói cách khác, một ngày sau một đêm, bài thi kết thúc, có thể đối mấy đạo liền đến mấy phần. Diệp Minh ngồi vào trên ghế, trong tay cầm lấy cứng rắn ngọn bút. Bên cạnh một tên trưởng lão hỏi, Diệp Minh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Minh gật đầu, đúng vậy, đệ tử chuẩn bị xong. Trưởng lão kia đem đồng hồ cát đảo lại, nói, bắt đầu bài thi. Không thể không nói, đây là nhàm chán nhất một cửa, đại gia cũng không nhìn thấy Diệp Minh biểu hiện như thế nào, chỉ có thể nhìn hắn cúi đầu đề toán. Đề thứ nhất, Diệp Minh chỉ nhìn một chút, trực tiếp liền viết ra đáp án, sau đó lật ra một tờ, làm đề thứ hai. Tất cả mọi người có thể nghe được hắn lật sách thanh âm, tốc độ rất nhanh, nửa canh giờ, an vị 20 đề. Nhưng mà theo thứ 30 câu hỏi bắt đầu, Diệp Minh tốc độ rõ ràng chậm lại, giải được thứ 36 câu hỏi, hắn đã có chút lực bất tòng tâm, dùng thời gian càng ngày càng dài. Lúc này, hắn ngừng lại, biết tiếp tục như vậy nữa, hôm nay chỉ sợ khó mà mãn phân. Dù vậy, mọi người cũng đều toát ra kính nể biểu lộ. Bởi vì lúc trước Hàn Thiên Mây cũng chỉ làm được 30 đề, Diệp Minh làm đến 36 đề, nói rõ so Hàn Thiên Vân thông sáng được nhiều. Diệp Minh năm đó ở Thái Hư huyễn cảnh tu luyện, có nhiều thứ cầm tới phía trên tới là vô dụng, tỉ như công pháp, thần thông. Có thể có nhiều thứ, lại không liên quan tới hư ảo cùng chân thực, chúng nó là tương thông, tỉ như Thái Ất Thần Thuật. Thái Ất Thần Thuật là hắn lúc trước tu luyện qua, tại Thái Hư huyễn cảnh có thể sử dụng, tại đây bên trong đồng dạng có thể sử dụng. Chỉ bất quá, trước đó hắn cảm thấy không có tu luyện tất yếu. Nhưng là bây giờ, hắn nhất định phải bài thi, có cần phải đem này toán trận tu hành một lần. Thái ất thần thuật, lúc tu luyện, người tại trong nguyên thần, ngưng tụ toán trận. Hắn từng có tu hành trải qua, suy nghĩ vừa xuất hiện, cái kia nhất nguyên toán trận, liền tại nguyên thần bên trong tạo thành. Kỳ diệu là, này nhất nguyên toán trận, vào chỗ tại pháp bản trung ương, mà sự xuất hiện của nó, tựa hồ nhường pháp bàn trở nên càng thêm linh hoạt ứng biến. Lại sau một lúc lâu, hắn liền tu đến nhị nguyên toán trận, sau đó là tam nguyên toán trận. Sau một canh giờ, Diệp Minh đã tu ra ngũ nguyên toán trận. Hắn thấy, ngũ nguyên toán trận đủ để đối phó phía sau đề mục. Người bên ngoài liền thấy, Diệp Minh đột nhiên ngừng bút, ngồi tại trên ghế ngồi không nhúc nhích, mà lại dừng lại liền là một canh giờ. Không ít người không có kiên nhẫn, dồn dập nói, không làm được liền từ bỏ, như thế thật sự là lãng phí đại gia thời gian thậm chí có người hỏi a thanh trưởng lão còn muốn hay không cược người này trước đó thua vài tỷ trong lòng cực không thoải mái còn muốn thắng trở về a thanh hiện tại đối diệp minh tự tin hơn gấp trăm lần dù cho hắn hiện tại ngừng nàng nói cược lần này một bồi hai ta cược diệp minh đang diễn tính quan có thể được mãn phân nàng không có người tin tưởng bởi vì diệp minh hiện tại đã kẹp lại chỉ là thời gian liền tiêu hao không nổi còn thế nào mãn phân thế là trước đó thua tiền người dồn dập đi lên đặt cược chờ diệp minh ngũ nguyên toán trận sau khi tu luyện thành đặt cược tổng ngạch đã đạt một 200 hai trăm ức đột nhiên diệp minh lại bắt đầu viết hắn này khẽ động bút đặt cược người đều giật mình trong lòng hỗn đản này trước đó sẽ không lại là cố ý a à. quả nhiên diệp minh phi tốc làm xong thứ ba mươi bảy đề thứ ba mươi tám đề nhất cổ tác khí một lúc lâu sau liền hoàn thành năm mươi sáu đề nhưng mà theo thứ năm mươi bảy đề bắt đầu tốc độ của hắn lại chậm lại hắn đánh giá thấp đề toán độ khó ngũ nguyên toán trận bắt đầu có chút cố hết sức tu luyện lục nguyên toán trận hẳn là không cần đến hai canh giờ đồng hồ cắt mới đi một nửa hẳn là còn kịp nghĩ đến nơi này hắn lại dừng lại tu luyện lục nguyên toán trận chính như hắn dự liệu sau hai canh giờ lục nguyên toán trận đại thành hắn tiếp tục tính thứ 57 đề lúc này khoảng cách thời gian kết thúc vẫn còn có bốn canh giờ lần này diệp minh chỉ dùng một khắc đồng hồ liền đem 57 đề hoàn thành 58 đề cùng 59 đề cũng không dùng bao nhiêu thời gian cơ hồ đều là vung lên mà liền Đến thứ 60 đề, Diệp Minh lâm vào trầm tư, lại bất động. Mọi người khẩn trương hỏng, đặc biệt là áp tiền người, không ít người quả nhiên là vốn liếng đều quăng tiến vào, này nếu là thua nữa, như là không còn cách sống. Cuối cùng, đi qua nửa canh giờ suy nghĩ, Diệp Minh lại trong lòng rộng mở trong sáng. Mà cái này đề một cởi ra, hắn nguyên thần bên trong đạo phù kia, đột nhiên lại nhiều một tia biến hóa, một thoáng thì càng viên mãn. Xem ra, này thứ 60 câu hỏi, cùng nguyên thần bên trong phù văn kết cấu có quan hệ hắn không kịp nghĩ nhiều, bắt đầu vung vẩy bút đầu cứng, viết xuống đáp án. Ba, hắn để bút xuống, nói, trưởng lão, ta hoàn thành. Giờ phút này, khoảng cách thời gian kết thúc, còn có ba cái rưỡi thời cơ. Trưởng lão kia tranh thủ thời gian tiếp nhận bài thi, cũng xuất ra khác bộ sách bắt đầu so sánh đáp án. Hắn một bên đọc qua, một bên phê chữa. Này có thể so sánh bài thi nhanh hơn, chưa tới một khắc đồng hồ, trưởng lão kia trên mặt mặt mày hớn hở, lớn tiếng nói, bẩm trưởng môn, Diệp Minh 60 để hoàn toàn đúng. Mọi người lần nữa chấn động, có người thậm chí ngất đi, đó là trong non việc nhà đáy đều thua sạch. Diệp Minh lộ mặt, A Thanh cũng kiếm tiền, lúc này lại kiếm 1.200 ức. Tiền tới tay, đã đạt 500 tỷ tri cự. 60 câu hỏi hoàn toàn đúng, 60 điểm, mãn phân. Hà Thiên Trương cười cười, nói, không tệ không tệ, ngươi có thể qua ải thứ nhất, nay cửa thứ hai tự nhiên khó không được ngươi. Bất quá cửa thứ ba, lại là rất khó, hy vọng ngươi như cũ có khả năng mãn phân. Cửa thứ ba là nhập thần xem vẽ. Thái Nhất Môn có một bộ tổ sư lưu lại vẽ, phía trên vẽ đồ vật thần bí khó lường, nghe nói chỉ người nhìn lâu, nguyên thần liền sẽ bị hút vào trong đó. Từ trước, nguyên thần đẹp như tranh người, bình thường chỉ có thể kiên trì một hai hơi thời gian, liền bị bắn ra. Lúc trước Hàn Thiên Mây cũng chỉ trong bức họa kiên trì năm hơi. Mà tổ sư quyết định quy tắc, chỉ có trong bức họa kiên trì thời gian một nén nhang mới có thể tính mãn phân. Cái kia bức họa không lớn, liền treo treo trên vách tường, bên ngoài bị một tầng bố vây quanh. Làm như vậy, là tránh cho người bên ngoài thấy vẽ mà nguyên thần lâm vào trong đó diệp minh ngồi vào vẽ trước vừa nhấc mắt hai mắt liền không rời ra sau một khắc nguyên thần của hắn bay ra xác thịt bị tham gia vẽ bên trong người cũng là dừng lại bất động diệp minh một không động bên kia phụ trách khảo nghiệm trưởng lão liền đã điểm dâng một nén nhang diệp minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sau đó sáng lên hắn liền tiến vào một cái ngũ quang thập sắc không gian hắn vừa mới đi vào cái không gian này trong không gian liền vang lên liên tục âm phù này chút âm phủ có cực mạnh lực công kích mới ba cái âm phủ hạ xuống liền để hắn cực không thoải mái này chút âm phủ cực kỳ huyền diệu hắn nghe mấy cái liền rất muốn nhớ kỹ chẳng qua là độ khó cực lớn cũng may hắn có lục nguyên toán trận bắt đầu suy tính mấu chốt trong đó dần dần liền mò tới phương pháp phía ngoài hương đã đốt hết một nửa mọi người đều rất chờ mong diệp minh có phải là thật hay không có khả năng tại đây một cửa cũng phải mãn phân dạng này thiên tài thái nhất môn trong lịch sử nhưng từ không có xuất hiện qua. Trong không gian, âm phù xuất hiện càng ngày càng nhiều, Diệp Minh chân thực rất thống khổ, nhưng hắn một khi bắt đầu nghiên cứu này chút âm phù, liền cảm thấy chúng nó tuyệt không thể tả. Nhanh đến một nén nhang lúc, Diệp Minh phát hiện bắt đầu xuất hiện tái diễn âm phù, mà trước đó xuất hiện âm phù tổng số là 108 cái. Lần thứ hai lặp lại, chỉ bất quá, lần này tái diễn âm phù sắp xếp khác biệt. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, đến lần thứ chín thời điểm, Diệp Minh đã hoàn toàn lĩnh hội này 108 cái âm phủ. Này 12 âm phù 9 cái một tổ, chung 12 tổ. Mỗi tổ âm phù sắp xếp là cố định, 12 tổ âm phủ thông qua sắp hàng biến hóa, có thể hình thành hiệu quả khác nhau. Ngay tại hắn lĩnh ngộ toàn bộ âm phù về sau, nguyên thần chợt nhẹ, bỗng nhiên liền ra vẽ, trở lại chính mình thân thể. Hắn có thể cũng không biết, phía ngoài hương, đã đốt rụi chính cái. Nói cách khác, hắn ở bên trong chờ đợi chín nén nhang thời gian. Khi hắn ra tới lúc, mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn cảm giác thật bất khả tư nghị răng rắc diệp minh tựa hồ nghe đến nguyên thần bên trong đạo phù kia nhẹ nhàng vang lên một thoáng chết để viên mãn này phù cùng trên người hắn hộp có một loại hấp lực chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể đem hộp mở ra thái nhất trưởng môn cười to nói rất tốt diệp minh là ta thái nhất môn ghê gớm nhất đệ tử thiên tài a thanh đi đến diệp minh trước người kéo một phát hắn sư đồ hai cái lúc này độn rời hiện trường về tới động phủ Trở lại động phủ, Diệp Minh hỏi, sư tôn, chúng ta không ở lại sao? A Thanh nói, ngươi hôm nay quá làm náo động, mấy ngày nay liền tránh một chút đi, chỉ là nay tam quan hoàn thành, cũng muốn bảy tám ngày công phu, không cần thiết tại cái kia lãng phí thời gian. Nói đến đây, nàng hỏi, ngươi không mở hộp ra nhìn một cái. Diệp Minh trong lòng tự nhủ là ngươi nghĩ nhìn một cái đi, bất quá hắn vẫn là cầm qua hộp, tâm niệm vừa động. Cái kia nguyên thần bên trong phủ liền hóa thành một cỗ năng lượng, thông qua hai tay của hắn, truyền đến trên cái hộp răng rắc một tiếng vang nhỏ hộp chậm rãi mở ra trong hộp có một phiên lệnh bài màu tím giống như là một loại nào đó tinh thể chế tạo phía trên lưu động huyền diệu năng lượng a thanh con mắt đột nhiên sáng lên hoảng sợ nói thái nhất lệnh diệp minh hỏi sư tôn nay gọi thái nhất lệnh nó có làm được cái gì a thanh sửng sốt thật lâu mới nói nó công dụng lớn nó là thái nhất môn trí cao tín vật ngươi có nó tự giống như có tổ sư gia quyền uy nói một cách khác ngươi dùng nó, có thể trực tiếp mệnh lệnh trưởng môn." Diệp Minh ngây dại, cười khổ nói, "Nói đùa cái gì, một viên lệnh bài mà thôi, cũng không phải tổ sư gia tại thế, ta làm sao mệnh lệnh trưởng môn." A Thanh lắc đầu, "Nó mặc dù không phải tổ sư gia, có thể có được cùng tổ sư gia một dạng quyền hạn." Toàn bộ thái nhất dưới đại lục, chôn giấu thái nhất đại trận. Này thái nhất đại trận bên trong, chỉ có nắm giữ thái nhất lệnh có thể khống chế. "Diệp Minh, sư tôn nói là, này thái nhất đại trận tác dụng rất lớn." Đó là dĩ nhiên đơn cử hộp nếu như trưởng môn không nghe ngươi hiệu lệnh ngươi có khả năng lợi dụng thái nhất đại trận bên trong sát trận trực tiếp giết chết trưởng môn a thanh nói diệp minh giật nảy mình thật hay giả a thanh này thái nhất lệnh nghe nói do 12 tổ âm tiết khống chế mỗi một loại sắp hàng đều có không giống nhau hiệu quả nói xong hắn lại tại trong hộp lật một cái lật ra một mảnh vải lụa phía trên lít nha lít nhít viết đầy âm tiết kỳ quái là thân là bên trên trưởng lão a thanh thế mà xem không hiểu phía trên viết cái gì có thể là Diệp Minh liếc mắt liền nhìn ra, nay kỳ thật liền là hắn tại xem vẽ thời điểm, học được 108 cái âm phù, 12 tổ chương tiết. Hắn cấp tốc đem nội dung phía trên ghi lại, sau đó hai tay xoa, vải lụa liền bể nát. A à Thanh, cái này là khống chế thái nhất lệnh thủ đoạn sao? Diệp Minh gật đầu, vâng. Nói xong, trong miệng hắn đột nhiên phun ra nhất đoạn âm tiết, giống chú ngữ một dạng tối tăm khó hiểu. Thái nhất lệnh đột nhiên phát sáng lên, mặt đất lao ra năm đạo kim quang, ngưng tụ thành năm cỗ hình người, từng cái thân cao hơn 2 mét, khí tức 10 phần khủng bố. A Thanh Kinh Hô nói là Kim Giáp Thần. Kim Giáp Thần là thái nhất đại trận bên trong nuôi hộ pháp thần linh, mỗi một vị Kim Giáp Thần thực lực đều tương đương với một vị thiên quân. Năm tên Kim Giáp Thần cung kính đứng tại Diệp Minh trước mặt, chờ đợi hắn phân công. Diệp Minh vung tay lên, trở về đi, Kim Giáp Thần hóa thành Kim Quang, quang xuống dưới đất không thấy. A Thanh nói, thái nhất lệnh quả nhiên có diệu dụng. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, tổ sư vì sao muốn bố trí dưới đệ nhất vòng tam quan hắn là vì tuyển một vị tương lai môn chủ ra tới nhưng tổ sư ra có đại trí tuệ biết một số năm sau thái nhất môn các thế lực rắc rối khó gỡ đổi một người môn chủ chỉ sợ không dễ dàng như vậy cho nên hắn nắm thái nhất lệnh lưu truyền thừa dùng cho chống lại những cái kia lão thế lực diệp minh gật đầu chắc hẳn là như vậy vòng thứ hai ta nếu vẫn mãn phân liền có thể thu được bên trên ngàn vạn ước điểm khoán thật sự là không dám nghĩ yên tâm có thái nhất lệnh ta hiện ở trong lòng nắm chắc, mặc cho ai cũng đừng hòng ra hại ngươi." A Thanh nói, coi như bát đại thế gia liên hợp lại, cũng không đáng chú ý. Nói đến chỗ này, A Thanh đột nhiên hỏi, "Diệp Minh, ngươi có muốn hay không làm thái nhất trưởng môn?" Diệp Minh không chút do dự, nghĩ, hắn thấy, trở thành thái nhất môn trưởng môn về sau, hắn là có thể đem người nhà đều an bài tiến đến, cái gì bên trên trưởng lão, đầu mối trưởng lão, đều gia đình các đệ tử đảm nhiệm. Dùng thiên phú của bọn hắn, không bao lâu Toàn bộ thái nhất môn liền sẽ họ Diệp A Thanh mỉm cười Nói, tốt, ngươi nghĩ làm trưởng môn Sư Tôn liền giúp ngươi Diệp Minh nháy mắt mấy cái Nói, Sư Tôn, hôm nay chúng ta kiếm không ít A à. A Thanh, 500 tỷ điểm khoán Này 500 tỷ Vi Sư muốn 4.000 ức 1.000 ức về ngươi Diệp Minh cười nói, Sư Tôn, ta không dùng đến nhiều như vậy Cho 50 tỷ liền tốt A Thanh, ban đầu Vi Sư lưu cái mấy trăm ức liền đủ Bất quá ta muốn tu luyện một bộ công pháp mà muốn hối đoái cái kia môn công pháp cần 540 tỷ điểm khoán. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, công pháp gì cần nhiều như vậy điểm khoán? A à Thanh, cái kia bộ công pháp là thái nhất môn ngẫu nhiên lấy được, là một bộ cửu tinh công pháp, nguồn gốc từ quá cổ di tích, tên là Huyền Minh Trấn U Công. Tu luyện này công, vi sư mới có cơ hội trùng kích thiên quân cảnh. Diệp Minh, nếu có rất nhiều người mua bộ công pháp kia, cái kia thái nhất môn đã có thể phát tài. A à Thanh cười nói, Huyền Minh Trấn U Công không có phúc bản, chỉ này một bộ. Ta mua mây về sau, người khác liền không thể mua. Diệp Minh ngạc nhiên nói nếu là cửu tinh công pháp, vì cái gì không phục chế xuống tới đâu. A à Thanh, giống cửu tinh công pháp, phía trên đều có cấm chế, chỉ có thể làm một người tu luyện. Sau đó lại truyền thụ cho người khác, là không có cách nào phòng chế. Diệp Minh lần này hiểu rõ, xem ra này 540 tỷ giá trị, tựa hồ cũng không cao lắm. Chúng ta thái nhất muôn có thật nhiều cửu tinh công pháp sao? Hắn lại hỏi. Không, trước mắt chỉ có này một bộ. Trước kia đã từng có mấy bộ, nhưng đều bị bát đại thế gia mua đi. A Thanh nói, tỉ như cái kia hàn thiên mây chỗ hàn gia, liền có hai bộ cửu tinh công pháp. Xem ra thái nhất môn nội tình, hơn phân nửa tại bát đại thế gia trên thân. Diệp Minh nhíu mày, cảm thấy về sau sự tình chỉ sợ khó làm. A Thanh, ngươi cũng có thể đi nhà kho hối đói một ít gì đó, nhiều tu luyện chút pháp thuật không có chỗ xấu. Diệp Minh cảm thấy có đạo lý, coi như hắn không tu hành, có thể người nhà cùng các đệ tử, cũng là muốn tu hành thái nhất môn công pháp. Cùng ngày không nói chuyện, ngày thứ hai, tam quan tuyển chọn còn đang trong quá trình tiến hành, Diệp Minh lại tới nhà kho. Lần này, hắn tuyển một chút ngũ tinh pháp thuật, lục tinh pháp thuật, cùng với một chút thất tinh công pháp, bát tinh công pháp, trong đó dùng phụ trợ công pháp chiếm đa số. Có thể mua nhiều đồ như vậy, cũng không có tiêu bao nhiêu điểm khoán, cuối cùng chỉ dùng không đến 30 tỷ. Còn lại 70 tỷ, hắn toàn bộ đổi thành tử tinh tệ cùng thái cổ bí thạch. Hắn thấy, điểm khoán cái gì đều là hư, không bằng tử tinh tệ cầm trong tay. Ngược lại hắn có không gian giới chỉ, tiểu mập ở bên trong tọa trấn, nhưng Diêu Tiền Thụ chậm rãi đem tử tinh cùng thái cổ bí thạch chuyển hóa. Diệp Minh rời đi nhà kho, trở về động phủ, phát hiện động phủ lại có khách nhân. Năm tên bên trên trưởng lão đứng trong động phủ, đang cùng A Thanh nói chuyện với nhau. A Thanh trưởng lão, còn xin ngươi mời ra Huyền Minh trấn U công. Bộ công pháp kia, nguyên là Chu gia ta mong muốn, không nghĩ tới ngươi sớm một bước, một người trung niên bình tĩnh nói. Diệp Minh nghe xong, liền vặn lên lông mày, này chu ra là muốn đoạt sao. A Thanh rất bình tĩnh, nói, công pháp là ta mua, nó là của ta sở hữu tư nhân đồ vật, chu ra lại lớn, chẳng lẽ muốn mưu hại bên trên trưởng lão, Cứ đoạt tài vật hay sao. Trung niên nhân kia cười cười, A Thanh trưởng lão nói quá lời, chúng ta nguyện ý thanh toán tương ứng điểm khoán. Thật có lỗi, không bán. A Thanh nói, ta muốn tu luyện, còn xin các ngươi rời đi. Hừ, đừng rượu mời không uống, Uống rượu phạt, bát đại thế gia, không phải ngươi một cái bên trên trưởng lão có thể đắc tội." Khác một người trung niên tức giận lên, mở miệng quát lớn. A Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, nàng chỉ có đang tức giận thời điểm mới có thể như vậy. Hiện trường ngưng trọng lên. Diệp Minh đột nhiên đi tới, cao giọng nói, "Thế nào, đây là muốn động thủ giật đồ?" Những người kia nhìn Diệp Minh liếc mắt, mặc dù chỉ là một cái thân truyền đệ tử, nhưng bọn hắn không có dám khinh thị hắn, một người nói, "Chúng ta chu ra là giảng đạo lý." lần này là cầm lấy tiền tới, không phải lấy không. Diệp Minh, thật có lỗi, chúng ta không bán. Tiểu bối, nơi này không có người nói chuyện phần. Một người lạnh lùng nói. Diệp Minh nháy mắt mấy cái, quay người hỏi A Thanh, Sư Tôn, ngươi đánh qua đến mấy người kia sao? A Thanh lắc đầu, đánh không lại. Tu vi của bọn hắn đều cùng ta tương đương, trên tay càng có lợi hại pháp khí. Diệp Minh thở dài, người ta là chu thế gia người, nhiều người thế nặng, ngươi lại đánh không lại, vậy còn bướng bỉnh cái gì, cho người ta đi. Hắn nói chuyện lúc đối A Thanh, nháy nháy mắt. Theo A Thanh tính cách, coi như liều mạng cũng sẽ không khuất phục. Mà người Chu gia cũng là ôm một trận chiến quyết tâm tới, đả thương đả thương một cái bên trên trưởng lão hậu quả, hắn Chu gia vẫn là nhận gánh chịu nổi. A Thanh trong nội tâm, đối Diệp Minh 10 phần tín nhiệm, nàng mặc dù dẫn đến toàn thân đang phát run, nhưng vẫn là nắm Huyền Minh trấn U công cái kia bộ sách lấy ra. Diệp Minh nói, "Được thôi, sư tôn ta nguyện ý bán ra." "Bất quá, các ngươi Chu gia cũng muốn thanh toán tương ứng điểm khoán. Có thể không đánh, tốt nhất đừng đánh. Mấy người kia tuy có nắm bắt chiến thắng A Thanh, có thể A Thanh thực lực, trong bọn họ nhẹ nhất cũng sẽ có người thụ thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ có người chết đi. Cái kia cái thứ nhất nói chuyện người trung niên, vô cùng sảng khoái theo thân phận bài bên trong, vạch ra 540 tỷ điểm, giao cho A Thanh. A Thanh lúc này mới đem công pháp giao ra. Đối phương kiểm tra không sai về sau, cười nói, A Thanh trưởng lão, so trước kia liên minh. Nói xong, mấy người kia nghênh ngang đi. Đối phương vừa đi, A Thanh hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, không làm gì, nắm sách đoạt lại. Nói xong, hắn niệm động chú ngữ, sau một khắc, mặt đất lao ra năm đạo kim quang, trước đó năm tên kim giáp thần xuất hiện. Diệp Minh nói, vừa rồi mấy cái kia người của Chu gia, các ngươi đuổi theo, không nên để cho bọn hắn nhìn ra các ngươi là kim giáp thần. Tìm một chỗ không người, đem bọn hắn đả thương, sau đó đem Huyền Minh trấn u công cướp tới năm tên kim giáp thần thoáng qua liên hóa thành năm tên thôn phu ăn mặc người bình thường đều mặc một thân vải xám to áo trên mặt mang theo chất pháp biểu lộ diệp minh cười nói không tệ không tệ cứ như vậy đi thôi năm người lóe lên không thấy lại nói chu ra năm tên bên trên trưởng lão rồi đi thái nhất môn muốn đem cửu tinh công pháp huyền minh trấn u công mang đến chu gia thái nhất môn cùng chu gia ở giữa khoảng cách tương đối xa cách một mảnh vùng núi này mảnh vùng núi người ở thưa thớt chỉ ở lại một chút sơn dân, thợ săn, xưa nay cực ít có người tới. Làm năm người, đi qua một ngọn núi eo lúc, đột nhiên liền dừng lại, biểu lộ nghiêm túc. Sau một khắc, năm tên áo xám thôn dân ăn mặc người xuất hiện, liền đứng tại đối diện bọn họ, lơ lửng. "Mấy vị cao nhân, có gì chỉ giáo?" Một tên chu ra bên trên trưởng lão hỏi. Năm tên thôn dân không nói hai lời, trong nháy mắt đã đến phụ cận, huy quyền liền đánh. Này một trận đánh xuống, năm tên bên trên trưởng lão mặt mũi bầm dập, từng cái bị đánh thành đầu heo. Càng đáng sợ chính là, Huyền Minh trấn u công cũng bị cướp đi. Lúc gần đi, bọn hắn trên mặt mỗi người đều bị đạp một cước. Hiện trường là năm người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bởi vì năm người đều bị đánh bất tỉnh. Đắc thủ về sau, năm tên thôn dân lập tức rời đi hiện trường. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện trong động phủ, nắm Huyền Minh trấn u công, giao cho Diệp Minh trong tay. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, "Đúng a thanh nói, sư tôn, ngươi xem" chúng ta không dùng tiền, liền đạt được một bộ cửu tinh công pháp, há không diệu quá thay. A Thanh ngây dại, lẩm bẩm nói, dạng này tựa hồ không tốt lắm. Diệp Minh cười lạnh, người chu ra không biết xấu hổ, mạnh cướp chúng ta đồ vật, chúng ta còn cùng hắn giảng nguyên tắc sao. Ta không có nhường kim giáp thần sông vào chu gia tàn sát một trận, đã coi như là nhân tử. Đối sư tôn, này huyền thiên Trấn u công, ngươi chỉ có thể vụng trộm tu luyện. A Thanh nói, cái này không có quan hệ, coi như ta tu luyện, người khác cũng nhỉ không ra, bởi vì trừ ta ra, người khác đều không có tu luyện qua Huyền Minh chấn U công. Lần này, A Thanh chỉ để lại 40 tỷ điểm khoán, cái kia 500 tỷ toàn bộ chuyển cho Diệp Minh. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Minh đều tại củng cố tu vi, làm pháp bản càng viên mãn. Cuối cùng tuyển chọn kết thúc, bao quát Diệp Minh ở bên trong 3000 tên đệ tử, đem tiếp nhận phía sau năm hạng khảo thí, phân biệt là độn thuật, phòng ngự thuật, đào thoát thuật, ngộ tính, cùng với thực chiến. Độn thuật phương diện, Diệp Minh tu qua ngũ hành độn thuật. Phòng ngự thuật, Liên Sơn phái tu luyện 40 loại trong pháp thuật, cũng không ít là phòng ngự tính chất. Đào thoát thuật, hắn có nắm chắc hơn, đơn giản liền là độn thuật cùng phòng ngự thuật tổng hợp vận dụng, lại thêm lâm tràng phát huy. Ngộ tính cùng thực chiến, hắn đồng dạng tương đối có lòng tin, toàn bộ bắt lại mãn phân, hẳn là có thể. Lần này bài danh thi đấu, thái nhất muôn cao tầng rõ ràng 10 phần coi trọng. Hết thảy học viên đều bị áp về sau, cái thứ nhất tham gia khảo nghiệm, liền là Diệp Minh. Hạng thứ nhất năng lực là độn thuật, khảo nghiệm là tại một mảnh chuyên môn trong sân tiến hành. Này studio có mười mấy mẫu lớn nhỏ, mặt đất bên trên vạch lên ô vuông nhỏ, mỗi cái ô vuông nhỏ đều có không giống nhau màu sắc, phía trên còn có đánh dấu con số cùng hướng đi đánh dấu. Khảo nghiệm quá trình do một vị trưởng lão chấp hành. Vị trưởng lão này trong tay có 10 cái khảo thí quyển, hắn đem đọc nội dung phía trên, Diệp Minh thì căn cứ nội dung thi triển độn thuật. Mỗi một tờ khảo thí quyển nội dung cùng đọc lên tốc độ cũng khác nhau, càng về sau càng khó, ngữ tốc cũng càng nhanh dựa theo yêu cầu diệp minh trước tiên ở sân bãi bên trên đi một vòng ghi lại mỗi một cái ô nhỏ màu sắc con số cùng với hướng đi lúc này mới chính thức bắt đầu thái nhất môn cao tầng cơ hồ đều đến coi như không ở hiện trường cũng đang dùng nguyên thần bí mật quan sát sân bãi bốn phía hoặc trôi nổi hoặc đứng trên mặt đất hoặc ngồi lấy đều tĩnh tĩnh quan sát diệp minh lưu vào trí nhớ về sau hướng trưởng lão kia gật đầu đối phương liền nói ngay độn thuật khảo thí bắt đầu hắn xuất ra quyển thứ nhất cao giọng nói, đỏ một, lam hai, tử 3. Hắn ngữ tốc rất chậm, Diệp Minh rất nhanh liền chui đến đỏ một vị đưa, sau đó là lam hai vị đưa, cuối cùng là tử 3 vị đưa. Cứ như vậy, cách mỗi mấy hơi, hắn độn hướng khác biệt ngăn chứa nhỏ. Quyển thứ nhất đọc xong sau, Diệp Minh được 6 điểm, mà này một hạng khảo nghiệm tổng điểm là 60 điểm. Quyển thứ hai bắt đầu, theo thứ tự là đỏ 8, lam cửu, tử 6, chỉ bất quá tốc độ nhanh gấp đôi. Diệp Minh y nguyên theo kịp. Lần này, hắn vẫn không có sai lầm, lần nữa mãn phân. Quyển thứ ba, tốc độ lại nhanh hơn một chút, đồng thời lại tăng thêm góc độ. Theo một vị trí, chui đến một vị trí khác, thân thể muốn mặt hướng một cái hướng khác, đây là tương đối khó khống chế. Lam Nam Bắc Ba, Tử Sáu Nam Thất, Vàng Tám Tây Bốn. Diệp Minh lại một lần nữa hoàn mỹ hoàn thành, lấy thêm sáu điểm. Quyển thứ tư, quyển thứ năm, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến quyển thứ sáu thời điểm, Diệp Minh đã có chút cố hết sức. Người ở chỗ này, cơ hồ đều là thái nhất môn có mặt mũi bọn hắn giờ phút này cũng khẩn trương lên diệp minh đến cùng có thể hay không thông qua quyển thứ 10. a thanh đứng tại cách đó không xa mỉm cười nhìn về phía mình đồ đệ tâm tình rất tốt tại bên cạnh hắn đi tới một tên đầu mối trưởng lão này người họ chu là người chu gia a thanh trưởng lão trước mấy ngày ngươi đem huyền minh trấn u công nhường cho ta chu gia chu gia ta mười phần cảm kích này người một mặt râu mép đỏ nói chuyện không từ không vội a thanh cười lạnh một tiếng là các ngươi chu ra dùng sức mạnh, ta nếu không cho, chỉ sợ đã sớm chết. Cái kia chu trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói, có khả năng chu gia ta đúng A Thanh trưởng lão hiểu rõ, ngươi không nên khuất phục. A Thanh nhìn hắn một cái, nói, lúc ấy đệ tử của ta ở đây, hắn sẽ trở thành làm tương lai trưởng môn, ta không hy vọng hắn bởi vì ta mà nhận liên lụy, hoặc là tổn thương. Chu trưởng lão gật đầu, đa tạ ngươi thẳng thắn, nói xong, hắn liền đi. A Thanh trong lòng rõ ràng, Chu gia nhất định là có chút hoài nghi nàng trả thù Chu gia, đã thương Chu gia vài vị bên trên trưởng lão, cướp đi Huyền Minh trấn U công. Bất quá người Chu gia cũng rõ ràng, A Thanh không có bằng hữu, cũng không có chỗ dựa, sẽ là ai ra mặt cho nàng. Phải biết, cái kia năm cái người xuất thủ đều là thiên quân đẳng cấp tu vi, ngoại trừ mấy cái đầu mối trưởng lão có bực này tu vi, liền không có người khác. Mà đầu mối các trưởng lão đều là bát đại thế gia người, không phải A Thanh có thể thỉnh động. Chu gia này đến, cũng chính là hỏi một chút, nghĩ trước tiên đem a thanh tình nghi cho bài trừ đi mà lúc này diệp minh đã bắt đầu quyển thứ bảy ngữ tốc đã nhanh đến cực hạn người bình thường thậm chí đều nghe không rõ ràng vị trưởng lão kia đang nói cái gì diệp minh hết sức chăm chú chỉ thấy thân hình của hắn nhanh chóng tới tránh đi mỗi một góc độ phương vị khoảng cách đều muốn vừa đúng lấp lánh ở giữa diệp minh tựa như biến thành rất nhiều huyễn tượng gần như đồng thời tại mấy nơi xuất hiện lần này hắn y nguyên cầm tới 6 điểm không một sai lầm xem người đã rối loạn lên diệp minh biểu hiện để bọn hắn mơ hồ thấy được một loại khả năng cái này mới tới thân truyền đệ tử tương lai thành tựu không thể đoán trước thái nhất môn có lẽ sẽ bởi vì hắn mà quật khởi dĩ nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua trong bọn họ tâm lại nổi lên ý tưởng khác quyển thứ 8 bắt đầu lần này trưởng lão kia đã không phải là đọc mà là nắm bài thi hướng không ném một cái nó liền bốc cháy lên hóa thành một chùm sáng cầu sau một khắc quả cầu ánh sáng kia bắn ra vô số điểm sáng cực hết sức tốc độ nhanh, rơi vào mỗi một cái ngăn chứa bên trên điểm số lên. Lam 1 bắc 3, Hoàng tam nam 9, tử 8 tây 6. Này có thể so sánh dùng miệng đọc nhanh hơn, Diệp Minh dùng hết toàn lực mới đi đến yêu cầu. Cái này cần thu thiệt hắn ngũ hành độn thuật đủ tốt dùng, bằng không một quyển này liền làm không được. Quyển thứ 8 kết thúc, Diệp Minh lại một lần thành công, tất cả mọi người phát ra tán thưởng. A à Thanh Tây cười rạng rỡ, nàng chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy cao hứng, giống như một cái không treo không rất người tâm linh đột nhiên có kỳ thác. Quyển thứ 9 tung ra, y nguyên hóa thành một chùm sáng, lần này lại có vầng sáng gần như không điểm trước sau, rơi vào hai đến ba cái ngăn chứa lên. Mặc dù hai đạo quang hoa chỉ có thời gian cực ngắn kém, một phần ngàn cái nháy mắt công phu Diệp Minh trong nháy mắt, phảng phất một phân thành hai, một hóa thành ba, đồng thời xuất hiện tại hai cái vị trí hoặc ba cái vị trí lên. Mà lại, đến tiếp sau điểm sáng không ngừng hạ xuống, Diệp Minh thật có chút điểm. Thân thiếu phương pháp cảm giác, May mắn, hắn kiên trì nổi, nay quyển thứ 9, như cũ bắt lại 6 điểm. Làm quyển thứ 10 bày ra, tất cả mọi người thẳng lên cổ. Dùng Diệp Minh Pháp Vương cảnh tu vi, có thể làm được 9 quyển, đã là biến không thể thành có thể. Nay quyển thứ 10 sẽ có nhiều khó khăn. Từ trước, chỉ có người khảo thí đến quyển thứ 6 đã là đại thiên tài, quyển thứ 7 đi lên, mọi người chưa bao giờ được chứng kiến, tự nhiên cũng không biết quyển thứ 10 có nhiều khó khăn. Lúc này khẩn trương nhất chính là A Thanh nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm diệp minh cả người đều tiến vào hưng phấn trạng thái trong cơ thể bát quái lớn tiềm năng phát huy ra cái kia pháp bản phía trên vầng sáng đốt động oanh quyển thứ 10 tung ra tốc độ so quyển thứ 9 nhanh hơn gấp đôi năm đạo điểm sáng gần như không điểm tuần tự hạ xuống trong chớp nhóm này diệp minh phảng phất một hóa thành năm dùng năm loại màu sắc độn quang phân biệt xuất hiện tại năm cái vị trí lúc này hắn bát quái lớn tiềm năng hoàn toàn phát huy ra quyển thứ 9 cảm giác cật lực đều biến mất. Quyển thứ 10 duy trì thời gian rất ngắn, trước sau mấy hơi thở công phu liền kết thúc. Mà Diệp Minh sau khi dừng lại, lại là đầu đầy là mồ hôi, rõ ràng mới vừa đã dùng hết toàn lực. Diệp Minh, độn thuật khảo thí mãn phân. Hiện trường không có gieo hò, chỉ có chết tịch, ý vị này, Diệp Minh tại năm hạng trong khảo nghiệm, rất có thể vẫn như cũ là toàn mãn điểm, từ đó thu hoạch được 1% điểm khoán, đây chính là mấy ngàn vạn ức A. À. Thái nhất trưởng môn lúc này cười nói, thật đáng mừng, Diệp Minh lại đi mãn phân trước tiến lên một bước. Hôm nay tới đây thôi, ba ngày sau lại tiến hành hạng thứ hai khảo thí. Đoàn người liền tán đi, A Thanh cũng lập tức mang đi Diệp Minh. Trở lại động phủ, A Thanh nói, Diệp Minh, bọn hắn chỉ sợ muốn nhằm vào người. Diệp Minh, sư tôn làm thế nào nhìn ra được? A Thanh, ban đầu, ngươi hôm nay có khả năng tiếp tục tiến hành khảo thí. Trưởng môn kêu dừng, nói rõ bọn hắn muốn ở sau đó trong khảo nghiệm làm tay chân, để ngươi vô pháp mãn phân. Diệp Minh, những kiểm tra này không đều là tổ sư quyết định bọn hắn làm thế nào tay chân. A Thanh, hạng thứ hai phòng ngự khảo thí là có thể điều chỉnh. Khảo thí tại một cái sát trận bên trong tiến hành. Dưới tình huống bình thường, cái kia sát trận chỉ điều đến cấp thứ hai. Diệp Minh, sát trận cao nhất mấy cấp? Cấp 5. A Thanh nhíu mày, cấp 5 sát trận là khảo thí thần quân mới có thể dùng. Diệp Minh, sư tôn coi là bọn hắn sẽ đem sát trận điều đến mấy cấp? Hẳn là sẽ điều đến 4 cấp, dạng này sẽ không thái quá rõ ràng, khiến người ta cảm thấy sát trận đẳng cấp tăng lên. Bất quá, bốn cấp sát trận là khảo thí thần nhân tác dụng. Độ khó so cấp 2 sát trận, mạnh gấp bội." A Thanh nói. Diệp Minh nhíu mày, toàn bộ thái nhất môn chẳng lẽ liền không ai hy vọng có thiên tài xuất hiện. Bọn hắn dĩ nhiên cần thiên tài, có thể là không cần trưởng môn." A Thanh nói, "Ngươi xuất hiện, xúc động bát đại thế gia lợi ích, chờ như đắc tội 8 phần 10 thái nhất môn cao tầng." Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, coi như bốn cấp sát trận ta cũng muốn cầm mãn phân. A Thanh suy nghĩ một chút nói, Thái Nhất Môn có một bộ cửu tinh pháp thuật tên là hộ thể bất diệt công. Chẳng qua là công pháp này đối với tu hành người sinh mệnh lực yêu cầu quá cao. Sinh mệnh lực nhỏ yếu người tu hành cái này pháp thuật cơ hồ không có tác dụng gì. Còn nữa nói, ai biết ngốc đến chạm lấy để cho người ta đánh đầu. Cho nên mọi người xem cái này pháp thuật làm gân gà, bao nhiêu năm rồi một mực không người tu luyện. Diệp Minh nháy mắt mấy cái, sư tôn ý tứ ta muốn tu luyện này hộ thể bất diệt công. A Thanh gật đầu, mà lại ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, cần phải đem tu luyện thành công. Thời gian nháy mắt, A Thanh liền theo trong kho hàng, 100 ức điểm khoán, đổi lấy một bộ cửu tinh pháp thuật, hộ thể bất diệt công. Tu luyện này hộ thể bất diệt công, Diệp Minh cảm thấy cũng không khó. Nhưng như là A Thanh nói, này công tu luyện về sau, liền cùng sinh mệnh lực nối liền thành một thể, sinh mệnh lực cường đại cỡ nào, nó liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Này hộ thể bất diệt công, hắn dùng nửa ngày liền tu thành. Sau khi tu luyện thành, ngoài thân liền có hơn nhất trọng ám kim sắc hình tròn vòng bảo hộ, bất luận cái gì công kích, đều không thể đột phá này vòng bảo hộ, trừ phi đem vòng bảo hộ năng lượng toàn bộ tiêu hao hết. Diệp Minh liền phát hiện, này vòng bảo hộ xuất hiện về sau, liền cùng hắn nguyên thần bên trong tiểu thụ hư ảnh có câu thông, tiểu thụ tại liên tục không ngừng nắm sinh mệnh lực, chuyển vận đến vòng bảo hộ lên. Này tiểu thụ là hắn tu luyện đệ nhất phó luyện thần cầu về sau, tại nguyên thần bên trong hình thành, nó cơ hồ là nguyên thần hạch tâm lúc trước diệp minh nắm tiểu thụ ném vào sinh mệnh tri hải để nó một hấp thu hết một phần ba sinh mệnh lực cùng tôn chữ dâng lên diệp minh sau khi tu luyện thành lập tức đúng a thanh nói sư tôn ngài ra tay thử một chút ta muốn nhìn nó hiệu quả a thanh lập tức dùng thần nhân cấp lực công kích một trưởng vỗ đi qua một trưởng này đánh vào vòng bảo hộ bên trên diệp minh cũng cảm giác vòng bảo hộ dâng lên qua nhất trọng gợn sóng kiên cố như trước a thanh liền dùng đồng dạng cường độ không ngừng đập nện mỗi đập nện một thoáng diệp minh cũng cảm giác tiểu thụ bên trong sinh mệnh năng liền tiêu hao một điểm hắn nói sư tôn ta như vậy mặc dù có thể kiên trì thật lâu có thể sinh mệnh lực luôn có tiêu hao sạch sẽ thời điểm a à thanh cái này pháp thuật căn bản ở chỗ bất diệt nhị chữ ngươi tốt sinh nhận thức diệp minh nghĩ đến lúc trước hắn dùng thái cổ thần thạch luyện chế phù tiền trong đó có một loại bất diệt lực hắn lúc này xuất ra phù tiền bắt đầu hấp thu loại lực lượng này này khẽ hấp thu không sao trong khoảnh khắc chín cái phủ tiền liền dùng hết bất quá diệp minh vòng bảo hộ phía trên nhiều một đạo ấn ký này ấn ký xuất hiện nhưng vòng bảo hộ trình độ bền bỉ tăng trưởng mấy thành hắn tiếp tục hấp thu chứa đựng bên trên ngàn viên phủ tiền lần lượt bị hấp thu đi đến cuối cùng hắn vòng bảo hộ phía trên xuất hiện 108 cái ấn ký này chút ấn ký giống mai rùa bên trên hoa văn một dạng hợp thành một cái khối cầu lẫn nhau cầu thông mà hắn vòng bảo hộ cường độ tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Khi hắn lần nữa nhường A Thanh ra tay lúc, A Thanh dùng thần nhân cấp công kích, vòng bảo hộ kia thế mà không hề ảnh hưởng, liền sinh mệnh lực đều không tiêu hao. Thần kỳ hơn chính là, A Thanh lực công kích thế mà sẽ chuyển hóa thành một cỗ năng lượng, trở thành vòng bảo hộ năng lượng một bộ phận. Thế là A Thanh tiếp tục tăng lên, đem cường độ tăng lên tới thần quân đẳng cấp. Lần này, cuối cùng bắt đầu tiêu hao sinh mệnh lực, bất quá vòng bảo hộ y nguyên có thể đem A Thanh trưởng lực chuyển hóa thành tự thân năng lượng, tựa hồ càng đánh nó nó liền càng cứng cỏi a thanh có chút không tin hắn đem thực lực tăng lên tới đạo nhân đẳng cấp sau đó một trưởng đánh xuống vòng phảng phất chuông lớn một dạng diệp minh tu luyện bản thứ hai luyện thần cầu hình thành hộ thể quầng sáng xuất hiện trước tan giã đi ba thành lực công kích còn lại bảy thành lực công kích lại bị vòng bảo hộ hấp thu hết ba thành cuối cùng vẫn còn thừa bốn thành nay bốn thành lực công kích mới chính thức bắt đầu tiêu hao diệp minh sinh mệnh lực chỉ một trưởng vòng bảo hộ liền mờ đi nhưng mới một lát nó tại sinh mệnh lực bổ sung phía dưới lại khôi phục như lúc ban đầu a thanh ngớ ngẩn lẩm bẩm nói ngươi mới là pháp vương a thế mà có thể trọi cứng thần quân nhất kích diệp minh hắc hắc cười một tiếng sư tôn có cái này pháp thuật cái kia phòng ngự khảo thí ta nhất định có thể cầm mãn phân a thanh gật đầu tự nhiên coi như là cấp 5 sát trận ngươi không làm gì được ngươi bất quá chúng ta cũng không thể buông lòng, còn có hai ngày thời gian ngươi muốn chuẩn bị đào thoát thuật cái gọi là đào thoát thuật nhưng thật ra là một loạt bí thuật, pháp thuật, thần thông, chuyên môn dùng cho đào mệnh tác dụng. Mà A Thanh nói cho Diệp Minh, đào thoát thuật khảo thí là tại thực chiến hoàn cảnh hạ tiến hành. Đến lúc đó, môn phái lại phái ra chuyên môn đệ tử, đối Diệp Minh tiến hành truy sát. Diệp Minh nếu như kiên trì thời gian quá ngắn, liền vô pháp thu hoạch được mãn phân. Diệp Minh liền ý thức được, này đào thoát khảo thí, nhưng thật ra là dễ dàng nhất bị hạ độc thủ địa phương. Tỷ như phái thêm mấy cái thực lực đủ mạnh người, hắn còn thế nào trốn? chỉ sợ nửa đường đem hắn bắt được trực tiếp giết chết sư tôn này làm sao chuẩn bị lại tu luyện mấy môn pháp thuật sao diệp minh nghĩ không ra phá giải biện pháp a thanh nói đào thoát thuật khảo nghiệm thời điểm